Sáng ngày 9 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Takeshi Yanai, thành viên Ban Giám đốc Tập đoàn Sumitomo Corporation Nhật Bản về tình hình hoạt động định hướng mở rộng phát triển khu công nghiệp Thăng Long 2 trong thời gian tới. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Takeshi Yanai cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Sumitomo triển khai dự án khu công nghiệp Thăng Long 2. Đến nay, dự án có trên 520 ha, tổng vốn đầu tư 236 triệu đô la Mỹ, đã hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 3 của dự án, đơn vị đang san lấp mặt bằng, chuẩn bị xây dựng hạ tầng. Tập đoàn kiến nghị tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện tiếp tục triển khai giai đoạn 4 của dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 trong thời gian tới. Trong đó, chấp thuận giữ nguyên quy hoạch 391,7 ha và đồng ý cho tập đoàn xây dựng trạm biến áp 110 kV. Trả lời và làm rõ đề xuất của tập đoàn Sumitomo, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định diện tích bàn giao cho khu công nghiệp Thăng Long giai đoạn tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Ngay sau khi nhận được đề nghị xây dựng trạm biến áp 110 kV của tập đoàn, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã giao cho các sở ngành ra soát, nghiên cứu. Kết quả cho thấy các trạm biến áp của Hưng Yên đảm bảo cung cấp đủ điện cho khu công nghiệp Thăng Long 2 ở thời điểm hiện tại và tương lai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng dự án ở những giai đoạn tiếp theo. Đồng chí nhất trí bàn giao diện tích 391,7 ha cho tập đoàn và sẽ điều chỉnh quy hoạch thị xã Mỹ Hào nếu như chưa phù hợp với quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Về nội dung xây dựng trạm biến áp 110 kV, đồng chí đề nghị tập đoàn Sumitomo rà soát đánh giá lại việc sử dụng nguồn điện cho phù hợp với nhu cầu. Nếu thực sự cần thiết, phải xây dựng trạm biến áp theo đề xuất để tiếp nhận các dự án đầu tư lớn, tỉnh Hưng Yên sẽ xem xét và đưa vào quy hoạch của tỉnh. Để chủ động nguồn điện, đảm bảo điện cho sản xuất từ nguồn năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thu hút các dự án đầu tư lớn vào địa bàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập đoàn Sumitomo cần triển khai và khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện dự án điện mặt trời mái nhà.